Thuở xa xưa, ma tộc khiến nhân gian khốn khổ. May có tiên nhân giáng xuống Thục Sơn, dùng thần binh vô trần đuổi và phong ấn chúng. Trải qua ngàn năm, kiếm vô trần lưu luyến phàm trần, rơi xuống nhân gian. Vì thế ma môn mở ra, ma khí tản tứ phía. Thầy ta vốn có thể dùng nguyên thần tu di phong ấn ma môn, tại sao ngươi không màng tính mạng bách tính dưới núi, thà dùng cấm thuật Thục Sơn? Hy sinh tính mạng vài người là tam giới sẽ thái bình trong hai giáp. Chúng ta đã là đồng môn nhưng không chung đường, thì hôm nay ta ác bảo vệ tính mạng mọi người. Tửu kiếm. Nhất nhất, bầu rượu. Mình có thể thành công một lần không? Thiên đạo càng, địa pháp khôn. Người ma chia hai giới, mở mắt thấy chân thân. Nhất nhất, đừng sợ. Con rùa to thôi mà, chắc chắn nó cử động rất chậm. Huynh bảo nó cử động rất chậm cơ mà. Dông Sinh ca ca cẩn thận. Chiêu này hay, thêm cái nữa đi. Hết rồi. Trong túi còn gì, mau tìm đi. Mau lên. Dông Sinh ca ca, mình có pháp khí lợi hại thế khi nào vậy? Sách cổ viết: rùa nhìn đậu xanh là lát mắt. Hôm nay đệ tử dòng ngoài Thục Sơn Hà Dông Sinh sẽ thu phục con rùa con nhà ngươi. Diêm thần tử, Phong Nhược Ly nghe lệnh. Xích Diệm Quả Phượng và Quyền Vũ ngàn năm lần lượt xuất hiện. Nhân gian nguy nan, hai con hãy xuống núi hàng phục ngay. Nhưng nhớ kỹ, không được để lộ thân phận Thục Sơn. Ra là con rùa con đáng yêu thế này. Con trai rùa, ngươi nghịch thế mẹ ngươi biết không? Không lẽ là mẹ nó đó chứ? Ta thấy hơi giống. Đại nương, ta sai rồi. Đại nương, bầu ta sai rồi. Nhất nhất, mau đưa ta đậu xanh. Trong ma khí của nó chắc là Quyền Vũ ngàn năm trong truyền thuyết. E là đậu xanh cũng không giải quyết được. Có thế cũng không được bỏ qua cơ hội tốt này. Nếu hàng phục được nó chắc chắn sẽ khiến tiên nhân Thục Sơn chú ý. Khi đó là có hy vọng lên núi bái sư. Quyền Vũ ngàn năm xuất hiện, trước hai người ác không thể hàng phục. Được tới địa hàng ma thì đệ tử dòng ngoài Thục Sơn như mình dẫn dắt hai người họ cũng được. Lương lẹo, còn không mau chạy thoát thân. Nè, trói ma hàng quái, diệt sạch bách tà, trời giáng Chu Tước, đất trấn Quyền Vũ. Sư muội, Quyền Vũ ngàn năm đã bị thu phục. Chúng ta mau về Thục Sơn báo cáo. Chàng Dung xin ca ca lên núi bái sư thành công, sẽ không để sư phụ nhận hai người làm đồ đệ đâu. Nhất nhất. Cái bọn giặt cỏ mặt dày, ăn cướp trắng trợn, đừng để ta gặp lại hai người. Dung xin ca ca. Dung xin ca ca, má lại đây, má lại đây. Dung xin ca ca. Dung sinh, Dung sinh. Ngọc bội cùng Kiểu Thục Sơn mới về, lấy không? Chờ ta lên Thục Sơn bái sư thành công, sẽ cho các người biết hàng thật. Không biết khi nào hai người bái được sư nữa. Dung sinh ca ca sẽ được bái sư nhanh thôi. Nhất nhất. Không sao hết. Là đệ tử dòng ngoài Thục Sơn thì phải độ lượng, đừng bận tâm ánh mắt của kẻ phạm tục. Dung sinh xem đi, kiếm pháp mới nhất của Thục Sơn. Tiền nhân sớm muộn gì cũng phát hiện phong mai nhãn trời sinh của ta. Chờ ta tu thành chính quả, mình sẽ đi khỏi nơi quái quỷ này. Xem đi, xem đi. Sao nào? Ăn mãi đâu ra thế? Không có tiền còn đòi uống rượu. Ta có tiền. Có. Mau đi đi. Tiền của ta. Người dẫm phải tiền của ta rồi. Đại thúc, có sao không? Ai thế này? Ăn mặc đẹp đẽ thế kia mà vô giáo dục thế không biết. Đại thúc đừng lo lắng, ta dạy dỗ hắn cho. Nè, một người trẻ tuổi đá một ông lão văng xa thế, phải nói xin lỗi mới đúng chứ. Muộn rồi, giờ việc cũng đã rồi. Đưa mấy mươi lượng cho ông lão khám bệnh đi. Dung sinh ca ca, tuyệt quá. Nè, đừng nhìn nữa. Này là rượu hoa điêu hảo hạng, ngươi mua nổi không? Đủ không? Đủ đủ đủ. Khách quan thật tuấn tú. Quả là biết nhìn hàng. Người dưới núi chỉ có người may mắn thoát nạn. Ta dùng phong ma kính bù một hồn một phách, cứu mạng ngươi. Bầu rượu này tặng luôn cho ngươi để phòng thân. Mong ngươi gặp dữ quá lành, sống đời an yên. Bầu rượu này đẹp quá. Thứ này không thể cho ông. Rượu này là để cho Dung sinh ca ca phục ma. Đại thúc, bầu rượu này ta tặng cho Nhất nhất. Không phải Nhất nhất nhỏ mọn, chỉ là quý trọng thôi. Nào, mình uống giò to cho đã. Được. Không ngờ hai ta lại có duyên như vậy. Cạn. Này là kiếm phổ Thục Sơn ta cất giữ nhiều năm, tặng cậu. Xem như tiền rượu. Chà, kiếm phổ Thục Sơn, sống trong chỗ chết. Chết rồi mà còn phải học nữa. Dung sinh ca ca, hay lấy tiền này mua thanh kiếm mới đi. Không cần đâu, ta thấy thanh kiếm muội tặng dùng tốt mà. Nào, ghét xem đi. Trâm và ngọc bội thượng hạng đây. Công tử tinh mắt quá. Trâm này đàn ông tặng cho phụ nữ, là phụ nữ không chịu nổi. Phụ nữ cài lên là đàn ông không chịu nổi. Nếu ngài không có tiền thì ta không chịu nổi đâu. Ngọc bội Thục Sơn đầy đường như này lại còn xem như báo vật. Cho mùi chơi đó. Dung sinh ca ca, hình như công tử đó phát hiện ra mình rồi. Ra tay ở chợ ta lo làm bị thương phụ nữ trẻ con vô tội. Đi, đi, tìm chỗ nấp. Dung sinh ca ca, chắc mình lạc đường rồi. Đừng quản, đừng quản. Có nhớ ta từng dạy muội không? Khi ta không tìm được đường thì ngẩng đầu nhìn trăng thấy thất tinh. Thất tinh giải ách thấy bắt đẩu. Vậy lúc không có thất tinh thì sao? Muội nghe có tiếng. Không ngờ thời loạn lạc mà còn có nơi thế này. Phong lưu hết tháng ngày, đừng bỏ lỡ thời gian tươi đẹp. Hai công tử theo ta uống một ly, cho quên đi phiền não trên đời. Dung Sinh ca ca, nơi này trông hỗn tạp quá, đừng bảo huynh muốn trốn ở đây nhé. Muội muội, muội còn nhỏ, chờ một ngày kia lớn khôn, muội sẽ hiểu. Ta nhỏ thế nào? Không lẽ hai vị đang trốn công tử đằng sau? Công nương quả tình ý, đi mau. Nơi ô uế thế này, đệ tử Thục Sơn như ta sao có thể vào? Chẳng lẽ nơi này có ma tộc quấy phá? Tiếc là Kiếm Ngự Phong chỉ có thể cảnh báo, chứ khó phân biệt được chân thân ma tộc. Thiếu niên dập dìu cùng má thắm, màn gấm đêm xuân tiếc chẳng ngơi. Men rượu nồng xuân tình cháy đượm, mài kiếm nhoẻn cười say quên lối. Ngâm thơ đối đáp thôi mà. Ta thấy Xuân Tiêu Lâu cũng không có gì hiếm lạ, Hoa Khôi cũng có thế mà thôi. Công tử muốn hưởng sắc nước hương trời thì phải kiên nhẫn hơn. Ta thấy cô nương cũng sắc nước hương trời mà. Cô nương không phải người bản địa phải không? Công tử nói đùa rồi. Lát gặp Hoa Khôi e là sẽ quên thiếp mất. Không thể nào. Ta lăn lộn ở trấn Thục Sơn bao nhiêu năm, chưa từng nghe nói đến Xuân Tiêu Lâu gì đó. Thay vì gặn hỏi đầu đuôi, chi bằng mình giao bôi đi. Được thôi. Ôi, hết cả hồn. Cô nương đừng sợ, này là đồ ngâm rượu. Rượu cô pha nước rồi. Rượu của Nhất Nhất, ủ vẫn ngon hơn. Đâu có, rượu hoa của tỷ tỷ ngon hơn mới đúng. Công tử kiệm lời thế, lẽ nào hôm nay chỉ đến vì Hoa Khôi? Im đi. Hai mắt đờ đẫn, tinh thần hoang mang, bảy phách lạc trôi, hẳn là trúng thuật mê hoặc. Nhất Nhất, giúp ta mở phong ma nhãn. Thiên địa càng, địa pháp khôn, người ma chia hai giới, trăng sao lẫn lộn, một bầu rượu tiêu hồn, bùa chú phong ma thần. Nhất Nhất, theo ta phục ma. Nhất Nhất, Nhất Nhất. Dám nói ta nhỏ này. Mất con ruồi nhỏ lại có con chim lửa bự. Hôm nay cho ngươi thành thú cưỡi, bay thẳng tới Thục Sơn. Quả Phượng, còn không đưa tay chịu trói, ta biến ra Xuân Tiêu Lâu, giết hết kẻ tham dâm vô độ trên đời. Cũng là thay trời hành đạo. Người có đạo của người, có luật lệ riêng, đâu cần ma tộc nhúng tay bừa bãi. Này này tiểu tử, do ta mở phong mai nhãn nhìn thấu chân thân quả phượng đấy nhé. Ta muốn cưỡi nó lên Thục Sơn, đừng có phá. Quả phượng này sức hai người không thể hàng phục được, mau tránh ra đi. Dụ ngọc bội, lát sẽ tính sổ sao? Dung Sinh ca ca, câu này huynh thấy quen tay không? Quen lắm, nhưng ta nhớ không ra. Các người đã muốn phá đám thì ta cho các người có đi không có về. Nhất nhất, không sao chứ? Cơ hội tốt. Dung Sinh ca ca, Dung Sinh ca ca, nếu không tại hai người phá rối thì quả phượng đã không chạy thoát. Ta phá rối. Nếu không tại cô và tên giang phu kia cướp quyền vũ của ta, giờ lại thả thuốc cưỡi của ta bay mất, thì ta... Nể tình cô là con gái nên cái tác này ta nhận, nhưng hôm nay phải trả ta ma tinh quyền vũ. Không thì cô đừng hòng đi, không được làm hại Dung Sinh ca ca. Cái ngọc bội rỗm này trả cô. Rồi sẽ có lúc gặp lại thôi. Trong một ngày mà mất quyền vũ, thuốc cưỡi chạy mất, sao số ta khổ thế này? Dung Sinh ca ca, lẽ nào huynh cũng trúng thuật mê hoặc của quả phượng? Ta thấy mỗi trúng thuật mê hoặc thì có. Nhất nhất, là bạn. Khảm ba dần mọc hiện, ly bảy tỷ thủy liền. Nhất nhất, ta nghĩ ta tìm được hướng tới xào huyệt quả phượng rồi. Lái thuyền, bọn ta muốn qua sông. Dừng chở rồi. Thơm quá. Có mê hương. Trời lạnh thế này, bọn ta lên thuyền chờ. Này, ta bảo dừng chở rồi, cút mau đi. Ta thấy ngươi đang chờ cô nương nhà nào đó. Trúng mê hương nhỉ? Lo chuyện bao đồng. Giáng sống. Nhất nhất, lần này ta chèo thuyền cho muội. Dung Sinh ca ca, ta đi tháo dây neo. Muội chậm thôi, kẻo rơi xuống nước. Ta... Ái chà chà, quan gia ngõ hẹp nhỉ. Nói đi, dấu ma tinh quyền vũ của ta đâu rồi? Cô bảo ta tự tìm, không hay đâu. Cũng được, vậy ta không khách sáo nhé. Được rồi, cô trúng mê hương, ta làm thế là đang cứu cô. Hương mê hồn, cần gió lạnh thổi vào huyệt linh hư trước ngực mới giải được. Dung Sinh ca ca, huynh làm gì thế? Chữa bệnh cứu người chứ làm gì? Dung Sinh ca ca, cô ấy rung đi một mình. Huynh nghĩ Có khi nào tên kia lấy được ma tinh nguyền vũ rồi bỏ quấy không? Có thể. Không thì quấy cũng không giành con chim lưỡi với chúng ta. Vậy thì quấy tội thật. Kẻ đáng thương ắt có chỗ đáng hận. Thế này đi, ta đã tính ra hướng của con chim lửa. Cô giúp bọn ta thu phục nó, ơn cứu mạng không cần cô trả. Cô muốn đi đâu? Mấy người này đúng là khó đổi nết. Lời ta nói trên thuyền uổng công hết à? Nhất nhất. Nào nào nào, cô bay tiếp đi. Xích Diệm Quả Phượng đứng đầu tứ đại ma tướng ma tộc, trước hai người không thể hàng phục. Ta khuyên hai người đừng bỏ mạng uổng phí. Không giấu gì cô, ta là đại ma dương ma tộc. Con chim lửa đó là thú cưỡi của ta. Hai người này hiểu lầm mình quá sâu sắc. Nếu mình còn không nói rõ thân phận Thục Sơn, họ sẽ không chịu nghe mình khuyên. Nể tình hai người cứu giúp, ta chỉ đành nói rõ thân phận. Ta là đệ tử của kiếm thánh Thục Sơn Phong Nhiệt Ly. Ngọc bội này là tín vật sư tôn ban cho. Nào Nhất Nhất, mày cũng khoe ra đi. Này, thấy chưa, ta bị đồn nhái Thục Sơn lừa bao nhiêu năm. Cái món đồ lõm của cô không lọt vào mắt bọn ta nổi đâu. Ta là đệ tử Thục Sơn Phong Nhiệt Ly. Lệnh cho hai người đi mau. Hơn 10 năm rồi, cuối cùng ta cũng được thấy thuật ngự kiếm Thục Sơn thật sự. Sư phụ, con tin rồi. Người mau thu lại thần thông đi. Ai là sư phụ ngươi? Hai người mau đi đi. Sư phụ, nếu người không nhận con làm đồ đệ, con sẽ chết trước mặt người. Dung Sinh ca ca muốn lên Thục Sơn đã nhiều năm, cô không nhận huynh ấy thì huynh ấy nghĩ quẩn thật đấy. Cứ tự nhiên. Đứng lại. Cô mà tuyệt tình như vậy thì đừng trách ta không khách sáo. Dù con có nói lời mạo phạm người, còn trộm cả túi tiền của người, còn cả vô tình cợt nhã người, và thấy những thứ không nên thấy. Im mồm. Vậy là người tha thứ cho con rồi sao? Ngươi đa tạ sư phụ tha thứ. Sư phụ không những rộng lượng, kiếm pháp tuyệt diệu, mà còn siêu phàm thoát tục, đẹp tựa tiên nữ. Chỉ là giang hồ hiệp bác, có quá nhiều kẻ háo sắc. Hơn nữa ma tộc nham hiểm xảo trá, giỏi ngụy trang. Đệ tử bất tài chẳng những biết sơ ngón trò giang hồ, mà còn đôi pháp nhãn có thể nhận biết ma. Nếu còn có thể ở bên sư phụ, nhất định sẽ làm người như hổ thêm cánh, đánh đầu thắng đó. Tiểu tử này mặc dù lương lẹo, nhưng bản tính không xấu, còn có đôi mắt nhận biết ma, đúng là có thể bù đắp cho thiếu sót của kiếm ngự phong. Người nhận huynh ấy đi mà, cứ đề ra mãi, ta lo Quả Phượng thừa cơ chạy mất đó. Với lại ai cũng mệt mà. Có điều ta phải nói trước, đệ tử nhất định răm rắp nghe theo. Khởi bẩm sư tôn, nguyên vũ ngàn năm là do con và sư muội Nhược Ly cùng hàng phục. Sư muội phát hiện tung tích Quả Phượng, đã đi dò xét trước. Có tin về thần kiếm vô trần không? Đệ tử vô dụng chưa thể tìm được. Chúng con sẽ xuống núi tìm ngay. Lui đi. Dân. Sắp tới đại hạn hai giáp, ma khí đang rục rịch nổi lên. Nếu kiếm vô trần còn không xuất hiện thì cấm thuật Thục Sơn sẽ không thể thi triển nữa. Thế chẳng phải mình sẽ phải hao hết tu vi ngàn năm ở tháp phong ma hay sao? Nào, chúc mừng chúng ta thành đệ tử Thục Sơn. Cạn. Được. Nào, sư phụ ăn nhiều vào. Hôm nay kiếm pháp Thục Sơn của sư phụ quả là rất hay. Cạn, cạn. Lần sau để con cho. Dung Sinh ca ca giỏi quá. Nhất nhất, thơm không? Thơm quá. Đồ rừng Dung Sinh ca ca nướng là ngon nhất. Sư phụ ăn cơm thôi. Thục Sơn Thanh Tu ít ăn mặn. Đừng mà, đây là món tủ của con, ngươi thử đi. Sao, ngon không? Nhất nhất, nướng thêm đi. Ăn, 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 cho mặn chết này, cho mặn chết này, cho mặn chết này. Sư phụ, con kể người nghe lai lịch Phong Ma Nhãn được không? Không. Phải kể từ một đêm giá lạnh 25 năm trước. Cha mẹ cũng không biết con bị ai để trước cửa nhà. Bên cạnh còn có bầu rượu hồ lô. Cha mẹ xem con như con ruột hết mực yêu thương. Không ngờ cha mẹ lần lượt bệnh mất. Từ đó con không còn nơi nương tựa, một mình phiêu bạt trên trời. Sau đó gặp được Nhất Nhất, bọn con dựa nhau mà sống, phục ma suốt dọc đường. Nên Phong Ma Nhãn lợi hại của con có được nhờ đó. Thực ra con cũng muốn biết lắm. Ngủ ngon. Dạ. Ngự Linh cảm nhận đánh hơi ra ma khí. Sư phụ đi đâu vậy? Ta chỉ muốn nhắc mọi người, nơi này bỏ quan lâu năm, có thể sập mọi lúc. Ngụy Biện đủ điều, còn không mau chịu chết. Nó có lòng tốt nhắc nhở mình thôi mà. Con người có thiện có ác, bọn ta cũng thế. Các người luôn nói rằng muốn theo ta lên Thục Sơn, nhưng lại nương tay mềm lòng với ma tộc. Không phải. Nhất nhất, muội không phân thiện ác, không rõ đúng sai như vậy. Sao ta đưa muội lên Thục Sơn chung được? Mau xin lỗi đi. Sư phụ đừng giận. Nhất 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 thời hồ đồ thôi. Mình ngủ sớm để mai còn đi bắt chim lửa. Sư phụ xem, phía trước là xào huyệt chim lửa. Nhất nhất, theo ta phục ma. Không ngờ các người tìm được tới đây. Đâu chỉ có thế, hôm nay bọn ta còn phải thu phục cô đó. Nơi này không phải Xuân Tiêu Lâu. Cho các người xem thử thế nào là địa ngục lửa thật sự. Giờ linh lực quả phượng đã tăng lên nhiều. Hai người phải ứng phó cẩn thận. Dung Sinh ca ca, Dung Sinh ca ca, Dung Sinh ca ca, tỉnh rồi à? Qua đây cái thằng này. Dung Sinh ca ca, Mãi huynh cũng tỉnh, 3 ngày không quậy. Đây là đâu? Đây là thôn Đào Nguyên. Kia là trưởng thôn Miêu Tỷ. Còn đó là con trai tỷ ấy Hổ Đầu. Này là Dương đại phu. Họ đã cứu chúng ta. Cảm ơn mọi người cứu ta. Nhất nhất, đi lấy bầu rượu hồ lô cho ta. Mình đừng ở đây cản trở hai vợ chồng họ nữa. Mấy người này hồng tinh đáng nghi, rất giống ma tộc mình thấy trong mơ. Nhất nhất, bầu rượu hồ lô. Dở rồi. Mất bầu rượu hồ lô, ta không mở được phong ma nhãn. Huynh đừng nghi này nghi nọ nữa, lo nghỉ ngơi đi. Nhưng... thôi đừng nghi nghị nữa. Thôi được. Đúng rồi, sư phụ đâu? Cô ấy trọng thương, đang tĩnh dưỡng. À, để ta đi thăm. Sư phụ. Kiếm ngự phong do sư tôn ban cho. Giờ phải làm sao đây? Sư phụ, sư phụ, ta phải giải thích mọi việc với huynh thế nào đây? Có khi nào liên lụy Dông Sinh ca ca không thể lên Thục Sơn không? Sao rồi Dương đại phu? Vết thương của Phong cô nương rất hiếm gặp, muốn chữa tận gốc chỉ có Ngưng Hồn Châu ban công hiệu cải tử hồi sinh ổn định hồn phách, do tiên nhân thượng cổ để lại dưới đầm nước Thi Thủy Nhai ngoài thôn, là cứu được. Nhưng gì? Nhưng nghe nói đầm nước sâu vạn trượng, người tới tìm Ngưng Hồn Châu đều một đi không trở lại. Dông Sinh ca, đừng buồn, mình sẽ nghĩ ra cách thôi. Cách thì cũng có. Bốc thuốc theo đơn này có thể giữ mạng cô ấy. Cảm ơn đại phu. Hiếm muộn cũng đừng lo, thôn Đào Nguyên có thần y. Xin lỗi, xin lỗi. Cái này, ba chỉ nhung hương, bốn chỉ nhân sâm. Ba chỉ nhung hương, bốn chỉ nhân sâm, bảy chỉ bạch chỉ. Mọi người mau qua giúp giới. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Ta nhất định trả tiền thuốc cho mọi người. Tiền bạc gì? Mấy ngày không ăn rồi, cầm bánh bao ăn đi. Cảm ơn đại nương. Ôi, hình như còn thiếu nhung hương. Nhung hương chắc hết rồi, nhưng có sừng hưu bào lợi tốt. Thứ này tốt hơn nhung hưu nhiều. Cảm ơn nhé. Đầu ngươi sao vậy? Không sao, nãy không cẩn thận bị té. Huynh mau đem đi chữa bệnh cho tỷ tỷ xinh đẹp đi. Hắn là Tiểu Ham, đồ mình ăn mấy hôm nay là hắn làm cả đấy. Người tỉnh rồi. Xin lỗi sư phụ, ta lại phải cật nhã người lần nữa. Người nhắm mắt đi, ta sẽ cố nhanh. Ta đùa với người thôi, ta đâu dám cật nhã người lần nữa chứ. Ta có cách sẵn rồi. Thần kỳ quá. Dương đại phu nói chỉ cần nôn máu ứ ra là bệnh tình người ổn định. Qua đây. Nếu người dám cợt nhã ta thật, ta ắt không cho ngươi sống qua hôm nay. Tiểu Ham, tỷ tỷ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi phải trả lời thành thật. Vậy tỷ hỏi mau đi, ta còn phải đi đưa hoa quả cho tỷ tỷ xinh đẹp. Ngươi nghĩ Dông Sinh ca ca và tỷ tỷ ở trong? Ta nghĩ họ khá xứng đôi. Họ mà sinh con chắc chắn rất đáng yêu. Nhất nhất tỷ tỷ thấy đúng chứ? Rất xứng đôi. Ấy, sư phụ từ từ thôi. Đưa thuốc cho sư phụ. Thuốc sắp xong rồi, uống thuốc xong hẳn đi. Ta khỏe lắm, không cần uống thuốc. Cơ thể mình... Dòng sinh ca ca, vết thương huynh chưa lành, lại mất nhiều chân khí, đừng gắng gượng nữa. Phải rồi, Nhất Nhất, có chuyện này ta muốn hỏi muội mãi. Hôm đó ở mộ cổ của quả phượng, muội có thấy một tên ma tộc tóc trắng không? Không, không có. Chắc chắn là huynh qua mắt rồi. Có lẽ là quả phượng bị sư phụ huynh đánh hiện nguyên hình. Đúng, bảo sao sư phụ bị thương nặng thế. Hồ lô của ta sửa xong chưa? Lẽ nào huynh vẫn thấy họ đáng ngờ? Ma tộc nham hiểm xảo trá, giỏi ngụy trang. Chúng ta là người phục ma, tuyệt đối không thể lơ là cảnh giác để ma tộc đục nước thả câu. Ta đi đưa thuốc đây. Tỷ tỷ yên tâm, hôm nay sẽ sửa xong. Sửa xong bầu rượu, Dung Sinh ca ca mở mắt thì bí mật trong thôn không thể giấu được. Ta nghĩ Dung Sinh ca ca và tỷ tỷ xinh đẹp đều là người thấu tình đạt lý. Chúng ta tốt hay xấu họ sẽ phân biệt được thôi. Ta thấy muội muội lo chuyện khác phải không? Không, không có. Được rồi, tỷ tỷ là người từng trải, tâm tư đó của muội ta lại chẳng rõ sao? Tiếc là huynh ấy không hiểu. Hiểu thì đã sao? Huynh ấy vẫn còn một sư phụ như tiên nữ. Thấy ba người như vậy, tỷ tỷ nhớ tới một chuyện xưa, chôn giấu trong lòng không để ai biết. Vì mà không để ai biết? Chuyện của mẹ và thúc thúc đó cả thôn ai cũng biết. Cái thằng này, đi, ra ngoài chơi đi. Nhà đầu ngốc, muội có hiểu câu có được một người hiểu mình, không hỏi tiền kiếp, chỉ vui kiếp này, bất kể từ đâu tới, lại muốn đi về đâu. Chỉ mong thật lòng bầu bạn, cần chi để tâm. Có thể dài lâu, có nhớ được không? Xem này, một mỹ nhân tuyệt thế xinh tươi thế này, muội tội gì phải thế? Ta không biết mình có phải con người không nữa. Dù có dung mạo này thì đã sao? Dung Sinh ca ca và sư phụ huynh ấy một lòng phục ma, sao ta xứng ở bên huynh ấy chứ? Khởi bẩm sư tôn, Đồ Nhi đã tới xào quyệt của quả phượng. Mộ cổ đó thành đống quan tàn, quả phượng mất tâm, hẳn là sư muội đã hàng phục rồi. Nếu đúng như con nói thì sao Nhược Ly mãi chưa về? Chắc chắn là do quả phượng khó giải quyết. E là sư muội đã bị thương, đang ở đâu đó tĩnh dưỡng nên về muộn. Sư tôn yên tâm, Đồ Nhi sẽ xuống núi tìm sư muội ngay. Trên Thục Sơn sao có thể chứa thứ vô dụng này? Chớp mắt đã vào đông, vạn vật điêu tàn, lũ lượt về với đất mẹ. Sư phụ, người đừng suy nghĩ lung tung nữa, chờ người khỏe lên mình sẽ về Thục Sơn. Con còn phải học kiếm pháp Thục Sơn từ người nữa. Sư phụ, người không uống rượu mà. May vậy chẳng biết tiên về đâu, men say quên hết sầu loạn thế. Để con. Sư phụ, không được uống rượu vội thế đâu. Không ngờ cảm giác say rồi tim đập loạn lại tuyệt vời đến vậy. Bảo sao người đời hay ham thích rượu ngon. Chỉ cần sư phụ không chê, sau này con sẽ đưa người uống hết rượu ngon trên đời, ăn hết món ngon trên đời, thăm thú mọi cảnh đẹp trên đời. Nếu không vì ta thất lạc cha mẹ từ nhỏ, được sư tôn đưa lên Thục Sơn, thì có lẽ ta cũng sẽ giống thôn dân ở đây, sống một cuộc sống vô tư lự. Sư phụ, người say rồi phải không? Bảo vật Thục Sơn quan trọng thế, người mau cất đi. Người đeo ngọc bội này tức là đệ tử phái ta. Nếu người không muốn nhận thì ta lấy lại vậy. Đừng ấy sư phụ. Không ngờ trò đùa ở nhân gian lại thú vị thế. Sư phụ, đôi khi trò đùa ở nhân gian có thể là mất mạng đó. Dạo gần đây ngươi hao tổn chân khí chế thuốc cho ta, ta sẽ truyền thụ cho ngươi và chiêu kiếm pháp củng cố nguyên khí. Mở do âm dương, đóng do càn khôn, cầm do xuân hạ, bước do thu đông. Dung Sinh ca ca, Nhất Nhất ở bên huynh bao năm, chưa bao giờ thấy huynh vui như vậy. Giờ đã không thể cận kề nữa. Ta chỉ mong huynh hạnh phúc. Vậy thì ta có ổn hay không? Ta cũng vui lòng có được một người hiểu mình, cần chi để tâm có thể dài lâu. Có nhớ được không? Này, cảm ơn Dung Sinh ca ca, ta sửa xong bầu rượu hồi lâu cho huynh rồi. Hay thật đấy, trông ách hơn cái lúc trước nhiều. Cảm ơn tiểu hổ đầu. Đúng rồi, ta cũng chuẩn bị quà cho đệ. Trông chóng xấu quá đi, dỗ trẻ con à. Hồi nhỏ ta thích chơi cái này nhất đó. Hổ, ôi có chữ này. Dung Sinh ca ca, nghe Nhất Nhất tỷ tỷ nói huynh thấy được ma tộc. Thật thế sao? Tất nhiên. Ta chỉ cần uống rượu trong hồ lô là tên ma tộc nào cũng không thoát được phong ma nhãn của ta. Rồi thì sao? Rồi thì trừng trị chúng tại chỗ, đánh về nguyên hình. Ma tộc đến rồi, ta muốn ăn ngươi. Bé con đáng yêu thật. Ngươi còn muốn ăn ta à? Ta ăn ngươi trước thì có. Ta mới là đại ma vương. Vậy ma tộc ai cũng hại người sao? Đương nhiên. Hứ, ta đi chơi chong chóng đây. Con người có thiện ác, bọn ta cũng thế. Cũng không hẳn. Mở mắt thấy chân thân. Miêu tỷ, ta có vài chuyện muốn hỏi. Hổ đầu, đừng chơi nữa, đi gọi Nhất Nhất tỷ tỷ về ăn cơm. Ta biết ngươi đã nhìn ra thân phận bọn ta. số thôn dân này hai mươi bốn năm trước ta cứu một công tử bị thương nặng, nào ngờ đó là thầy phục ma trong cuộc đại chiến với ma tộc. Ta vốn tưởng mình sẽ mất mạng trong tay người đó, nhưng người đó lại nói với ta, sinh linh thế gian đều có thiện niệm, ba giới người ma tiên cũng đều như vậy. Sau đó nữa, bọn ta đã tới thôn làng nhỏ tách biệt với đời này, để người ma tộc mang lòng thiện có nơi dừng chân. Nhưng dù sao, người và yêu cũng khác biệt. Đặt mình trong hoàn cảnh người khác đi, nếu người ta thật lòng tốt với mình thì cần chi để ý mấy chuyện này. Ta có thể không để ý, nhưng như vậy làm sao giấu được sư phụ chứ? Ngươi nghĩ đủ cách tiếp cận ta, rồi cùng chúng giăng bẫy lừa lấy lòng tin của ta. Xem ra thế gian quả đúng như sư tôn nói, lòng người khó đoán. Sư phụ, nghe con giải thích. Im miệng, Dung Sinh ca ca. Sư phụ, Dung Sinh ca ca, huynh không sao chứ? Hà Nhất Nhất, muội làm vậy thì ta không còn cả cơ hội giải thích với sư phụ. Ta muốn bảo vệ huynh mà, ta cần muội bảo vệ không? Hà Nhất Nhất cho muội hay, nếu sư phụ có mệnh hệ gì, cả đời này ta sẽ không tha thứ cho muội. Vết thương của cô ấy là do cố dẫn chân khí điều khiển kiếm, không phải do Nhất Nhất cô nương gây ra. Lúc này, độc xích diệm đã lan khắp toàn thân, chỉ có nước dùng sức mạnh thuần dương cân bằng âm dương mới tạm ngăn độc phát tác được. Sư phụ, chuyện liên quan đến sống chết, ngươi đừng trách con. Dừng tay! Ngươi đã lừa lấy được ngọc bội, việc gì phải giờ dịch cứu ta? Con luôn cho rằng ma tộc đều hung ác tàn bạo nên đuổi cùng giết tận, nhưng những thôn dân này không tiếc sức cứu chúng ta, còn chăm sóc chúng ta tận tình thế. Họ tốt bụng như vậy khiến con hiểu rằng họ cũng có phân thiện ác. Nếu khăng khăng diệt trừ họ thì chúng ta khác gì đám ác ma kia đâu. Sư phụ, lòng người bất an, khoan hãy nghĩ quá nhiều, chuyên tâm chữa trị trước đi. Chân khí này chỉ có thể làm độc phát tác chậm lại, chỉ có ngưng hồn châu ở Thi Thủy Nhai mới cứu mạng người được. Sư phụ nghỉ ngơi đi, chờ con về. Ta vốn định từ biệt huynh, không ngờ lại làm ra cảnh này. Nếu đã vậy, ta sẽ đi lấy ngân hồn châu. Nếu ta bỏ mạng tại đây thì kiếp sau chúng ta gặp lại. Mau cầm về cứu sư phụ huynh đi. Nhất Nhất, muội đứng lại. Nhất Nhất thân phận bất minh, lại làm sư phụ huynh bị thương. Nếu huynh muốn mạng ta cứ việc lấy, vậy mạng muội là của ta rồi nhé. Thế nên ta không cho muội làm chuyện dại dột vậy nữa. Dung Sinh ca ca, ta nghĩ thông suốt rồi. Ta không muốn làm thầy phục ma gì nữa, cũng không muốn lên Thục Sơn dò la tung tích cha mẹ ta nữa. Giờ ta lấy ngân hồn cho cứu mạng sư phụ xong, ta sẽ bầu bạn với rượu, phiêu bạc chân trời. Bất kể Dung Sinh ca ca quyết định thế nào, Nhất Nhất cũng chúc huynh được như ý. Ăn năm vị, đi qua bốn mùa, bầu bạn ba kiếp, hai người hợp nhất. Huynh không trách Nhất Nhất sao? Không có rượu ngon Nhất Nhất ủ, sao ta bầu bạn với rượu được đây? Thế nhưng không biết sư phụ huynh có chịu tha cho hội miêu tỷ không? Đây là thuốc tốt xua hàng giảm đau, cô uống đi cho nóng. Dưới thi thủy nhai vô cùng nguy hiểm, nếu không thật lòng sao lại liều chết đi tìm thuốc cho cô chứ? Bọn ta chưa từng có lòng hại người, chẳng lẽ chỉ vì thân phận của bọn ta mà không có cả quyền được sống sao? Nếu cô khăng khăng muốn thu phục người cả thôn thì có thể xem bọn ta có đánh trả hay không. Tỷ tỷ xinh đẹp, xin lỗi, ta lên núi hái quả nên đưa cơm muộn. Tỷ đói lắm phải không? Xem ra thế gian quả đúng như sư tôn nói, lòng người khó đoán. Tỷ lại cần sừng hưu bào trị bệnh à? Lần này dùng bên này đi, không cần tỷ làm, để tự ta. Ngươi có biết ta muốn giết ngươi không? Ngươi ra tay đi chứ. Tỷ tỷ xinh đẹp, Ham Ham không đánh tỷ tỷ. Ta không phải tỷ tỷ xinh đẹp, ta là đệ tử Thục Sơn Phong Nhược Ly. Tỷ tỷ xinh đẹp, các đệ tử Thục Sơn nghe lệnh, bày trận phục ma. Vâng. Mẹ! Sư muội, muội tìm được thông là ma tộc trú ẩn là công lớn. Mau theo ta về Thục Sơn báo cáo đi. Sau này muội đừng bướng nữa nhé. Mộ hổ đầu, Mộ Miêu tỷ, khởi bẩm sư tôn. Sư muội giao đấu với Quả Phượng bị thương nặng, sao bị bọn ma tộc giam ở nơi kín đáo. May mà con phát hiện kịp, đã đưa các sư đệ diệt trừ gọn ghẽ. Sư tôn, có phải chúng ta sai rồi không? Sư tôn, con thấy được thiện niệm của họ ở thôn làng đó. Sư tôn, chúng ta hành xử như vậy thì khác gì ác ma. Người dạy nói rằng từ nhỏ đến lớn, mỗi lần muội phạm sai lầm ta đều che giấu cho. Nhưng lần này muội không phân biệt phải trái, phạm sai lầm lớn, ta cũng đành bó tay hết cách. Thế nào là đúng sai, thế nào là phải trái? Với tư chất của muội, một ngày nào đó ắt có thể thành tiên nhập đạo. Chẳng lẽ muội muốn bỏ hết sao? Ta biết được mùi vị nhân gian, là kiếp này đã không còn hối tiếc. Người dạy nói rằng Dung Sinh ca ca, huynh không cần khuyên Nhất Nhất nữa đâu. Cái mạng Nhất Nhất là của huynh, ta sẵn lòng cùng huynh vào sinh ra tử. Chắc chắn là pháp trận họ bày ra. Phải báo thù cho Miêu tỷ và mọi người. Người đeo ngọc bội này tức là đệ tử phái ta. Thu trận. dám xông vào thánh địa Thục Sơn, ta thấy hai người không phải ma tộc. Giao ra ngọc bội, ta tha mạng cho các người. Cái bọn ra dễ đạo mạo này thật đáng ghê tởm. Thục Sơn ta hàng ma cứu đời, công màng phàm trần. Ta khuyên ngươi đừng đối địch với Thục Sơn. Bảo Phong Nhiệt Ly ra đây. Ở Thục Sơn há có thể để người xách láo. Bảo Phong Nhiệt Ly ra đây. Không tự lượng sức. Nhất nhất, Dung Sinh ca ca. Cả kiếm cũng không cầm được. Ngươi không xứng tiếp một chiêu của ta. Nhất nhất, xem ra chỉ đành kiếp sao mới có thể làm bạn với muội và rượu. Phiêu bạc chân trời rồi. Dung Sinh ca ca. Nhất nhất, bỏ Nhất nhất ra. Xem ra lão già mê rượu này ham thích phàm trần, sớm đã quên sạch thiên mệnh. Bỏ Nhất nhất ra. Chúc mừng sư tôn tìm được kiếm linh. Chúc mừng sư tôn. Hai mươi 24 năm trước, để phong tỏa ma tôn mà ông hy sinh tính mạng vô tội. Ông làm thế thì khác gì ác ma. Người vốn là pháp khí tiên gia nằm ngoài tam giới. Kiếm vô trần xuất ra, dạng kiếm phải vào vỏ. Nhưng ngươi lại tự sa ngã, học đòi bọn phạm phu tục tử lưu luyến hồng trần. Hạng người như ông sao mà hiểu được chân tình nhân gian đáng quý. U mê không tỉnh ngộ. Nếu người không thể dẹp bỏ phàm trần thì oán khí ma tộc sẽ luôn hành hạ ngươi. sớm ngày trở lại làm kiếm vô trần, trấn thủ ma môn mới là số mệnh của ngươi. Ta dùng sức mạnh Niết Bàn giúp cô sống lại. Cô sẽ là mấu chốt phục hưng ma tộc ta. Ngân Hồng Châu tuy có thể hồi sinh ngươi, nhưng với tu vi của ta, không biết có thể nói kinh mạch cho ngươi không nữa. Ta chỉ đành liều chết thử xem. Ta phụ lòng ngươi và cả người trong thôn đó. Ngươi hận ta cũng tốt. Cô đi đi. Ta không muốn thấy cô nữa. Ngoan cố cứng đầu. Hôm nay sẽ cho các người đi tế linh hồn miêu tỷ và mọi người trên trời. Cả kiếm cũng không cầm được. Ngươi cũng xứng tiếp một chiêu của ta ư? Sư muội, sư muội, muội còn sống. Chẳng lẽ muội muốn gì hắn mà đối đầu với cả Thục Sơn? Ta biết ngươi hận ta, nhưng ngươi không biết ta càng hận bản thân mình. Có lẽ chỉ có thế ta mới tha thứ được cho mình. Ta sinh ra ở đây, đã quen với thanh quy lạnh lẽo, tưởng rằng đã nhìn thấu sinh tử biệt ly, nhưng chưa từng nghĩ sẽ gặp một người như thế. Hắn như ánh dương ấm áp mùa xuân, đem tới rượu và hương qua thế gian. Đó là điều tốt đẹp ta chưa từng cảm nhận được trong đời. Sư muội, nếu kiếp sau ngươi không hận ta nữa, thì ta sẽ cùng ngươi uống hết rượu ngon trên đời, ăn hết món ngon trên đời, thăm thú mọi cảnh đẹp trên đời. Cấm thuật Thục Sơn sẽ khiến nguyên thần và thân xác chúng ta tiêu tan. Nhất nhất, Dung Sinh ca ca, ta cứu muội xuống. Chúng sinh tầm thường các ngươi nào biết kiếm vô trần là pháp khí tiên gia trấn thủ ma môn. Ta mặc kệ pháp khí tiên gia gì đó, ta chỉ biết Nhất Nhất muội muội của ta. Thần kiếm trở về là thiên mệnh. Nếu là thế, ta sẽ nghịch thiên mệnh. Dung Sinh ca ca, huynh đi đi. Nhất Nhất không đáng cho huynh làm vậy. Dung Sinh ca ca, Nhất Nhất bằng lòng cắt đứt hết duyên trần, quá thành kiếm linh. Chỉ xin ông buông tha cho ca ca. Nhất Nhất im đi. Ta đã nói, mạng muội là của ta. Nếu không có ta ở đây trấn thủ ma môn, tam giới đã đại loạn lâu rồi. Nhân gian ắt sinh linh lầm than. Nhưng các ngươi ngồi đáy giếng nhìn trời, chỉ mê đắm tình ái trốn nhân gian. Các người luôn miệng nói bảo vệ nhân gian, nhưng hành sự lại không phân thiện ác. Hành vi đó có khác gì ác ma. Hành xử như vậy thì khác gì ác ma. Khác gì ác ma. Cách làm đó khác gì ác ma. Khác gì ác ma. Ông có khác gì ác ma đâu. Khác gì ác ma. Khác gì. Khác gì? Ta tưởng các ngươi chỉ to gan làm càn, không ngờ lại ngu ngốc đến thế. Ta canh chừng nơi này quanh năm suốt tháng, lại là gì bọn soàn xỉn các ngươi? Nhân gian không đáng. Mặc kệ đại đạo như trời, thần tiên ma tộc gì đó, có thần binh này cho ta sử dụng thì ta chính là trời. Dung Sinh ca ca, đây là lần cuối nhất giúp huynh rồi. Nhất đừng mà. Nhất Ông có nhớ đứa bé sống sót 24 năm trước? Lẽ nào là ngươi? Nhất theo ta phục ma. Dung Sinh ca ca, Nhất Dung Sinh ca ca, đến nay ta mới hiểu, hai ta dù chỉ cách ngăn một bước, nhưng vì tam giới khác biệt nên khó mà viên mãn. Đây muôn vàn kiếp nạn huynh gặp đều do ta lưu luyến quá nhiều. Nhưng ca ca đừng buồn, kiếp này nhất có thể gặp gỡ và đồng hành cùng huynh là đã thỏa lòng rồi. Ca ca đừng khóc vì nhất nữa. Ta bằng lòng xóa sạch duyên trần. Ca ca cứ xem như là một giấc chiêm bao. Quên nhất đi. Nhất ăn 5 vị, đi qua 4 mùa, bầu bạn 3 kiếp, hai người hợp nhất. Không có rượu ngon nhất ủ, sao ta bầu bạn với rượu được đây? Đồ rừng Dung Sinh ca ca nướng là ngon nhất. Không cần đâu, thanh kiếm muội tặng ta vừa tay rồi. Ăn năm vị, đi qua bốn mùa, bầu bạn ba kiếp, hai người. Đẹp đấy. Ăn năm vị, đi qua bốn mùa, bầu bạn ba kiếp, hai người hợp nhất. Tửu Kiếm. Đi đi đi. Không có tiền thì uống rượu nổi gì. Kìa, tiền bối. Nay phiền ông trả tiền rượu cho ta nha. Ngươi ở đây 24 năm đã nếm đủ mùi vị nhân gian. Ta cũng xem như hết tình hết nghĩa. Nay ngươi gây họa lớn thế thì đừng trách ta. Một hồn một phách của ngươi bị ma linh luyện hóa trong tháp phong ma, và còn trải qua ba kiếp niết bàn trùng sinh. Chờ ngày ngươi lần nữa mở mắt, chính là lúc ma tộc ta phục hưng.